Công báo sở hữu công nghiệp tháng 8 năm 2021 của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam vừa qua đã có những thông tin đăng ký bản quyền mẫu xe máy điện Piaggio One. Chủ sở hữu sản phẩm là công ty Piaggio Việt Nam. Gần đây, hình ảnh chiếc xe máy điện chạy thử trên đường phố Việt khiến cho cộng đồng hai bánh xôn xao, nhất là khi chiếc e-scooter này trang bị rất nhiều công nghệ, có thể cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe điện VinFast Thion. Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm ô tô Bắc Kinh và mới đây nhất là thị trường châu Âu, mẫu xe điện cỡ nhỏ của Piaggio gây ấn tượng bởi thiết kế trẻ trung, thời trang với 6 tùy chọn phối màu sắc trắng, xám, đen. Ở châu Âu, xe có tên Piaggio One và có 3 phiên bản, tiêu chuẩn, 1 Plus và 1 Active, kèm pin lithium có thể tháo rời, giúp người dùng có thể cấp năng lượng bằng cách sạc trực tiếp hoặc thay pin khác. Mỗi phiên bản đều có 2 chế độ lái và được trang bị động cơ điện có công suất cùng phạm vi hoạt động khác nhau. Về thiết kế, Piaggio One tương tự như đàn anh Piaggio Jeep. Các đường nét trên xe được bo tròn, gọn gàng quen thuộc. Với chiều cao yên xe thấp ở mức 770mm, mặc dù nhỏ gọn nhưng hãng xe Y nhấn mạnh chiếc xe vẫn mang đến tư thế ngồi thoải mái khi điều khiển phương tiện. Trong đó, Piaggio One có trọng lượng 75kg khi chưa tính pin, trong khi phiên bản Active 1 là 79kg. Các tiện ích đi kèm như màn hình TFT 5,5 inch, khóa Smart Key, đèn hậu và đèn pha LED. Piaggio One tiêu chuẩn sử dụng bộ pin 1,4 kW, nặng 10 kg. Tốc độ tối đa là 45 km/h. Khi sạc đầy, nó có thể di chuyển quãng đường tối đa 55 km ở chế độ Eco và tốc độ 30 km/h. Quãng đường sẽ là 48 km với chế độ lái Sport. Đối với phiên bản One Active có dung lượng pin tăng lên 2,3 kW, nặng 15 kg. Xe đạt tốc độ tối đa 60 km/h. Quãng đường di chuyển lên đến 85 km với chế độ lái Eco và 66 km ở chế độ lái Sport. Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ thống phục hồi năng lượng động học, cho phép xe tự sạc pin trong điều kiện giảm tốc. Phiên bản Piaggio 1 Plus với có motor 1,2 kW, tốc độ tối đa 45 km/h, xe di chuyển tới 100 km ở chế độ Eco và 68 km ở chế độ Sport. Theo hãng, thời gian tối thiểu cho một lần sạc pin xe là 6 giờ. Hiệu suất của pin có thể đạt hiệu quả tốt với 800 lần sạc. Sau 800 chu kỳ sạc pin, pin vẫn còn 70% dung lượng và hoàn toàn có thể sử dụng được. Mẫu xe máy điện này có giá khởi điểm ở Trung Quốc vào khoảng 17.800 nhân dân tệ, khoảng hơn 63,15 triệu đồng. Ở thị trường châu Âu, Piaggio One có giá từ 2.500 bảng Anh, khoảng 78 triệu đồng và Piaggio 1 Active từ 3.000 bảng Anh, khoảng 94 triệu đồng. Nếu phân phối tại Việt Nam, Piaggio One sẽ là đối thủ trực tiếp của VinFast Thion. Mẫu xe điện của Việt Nam có khả năng tăng tốc 50 km/h trong 6 giây, tốc độ tối đa 90 km/h. Thion cũng được trang bị hệ thống phanh ABS cho hai bánh. Giá xe VinFast Thion được niêm yết ở mức 63,9 triệu đồng nếu không mua pin và tăng lên mức 81,1 triệu đồng nếu khách hàng mua kèm hai bộ pin. Bảng đồng hồ của xe là màn hình kỹ thuật số hiển thị thông tin trên nền màu bắt mắt. Không những thế, người dùng có thể lắp một bộ eSIM để kết nối, định vị và chống trộm cho xe một cách toàn diện. Thion sở hữu hệ thống khóa thông minh Smart Key sử dụng chìa từ, mở cốp điện, kết nối điện thoại di động. Tiện ích đáng chú ý của VinFast Thion là cốp xe dung tích 17 lít, được trang bị kèm đèn LED hỗ trợ chiếu sáng,